Đây nha anh em, thanh niên chơi ngu của số 5 nha. Anh em thấy ghê chưa? Đây là Endaku nha. Anh ta. Các bạn, đây là Endaku Tuấn nha. Anh ta bắt đầu rất là ghê. Thắng Tuấn là có Thắng Tuấn chứ. À đây là anh Thắng Tuấn nha. Đấy, bên đằng xây. Đây nha. Rồi, tôi sẽ đi ngay cho bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Cảm cảm nghĩ của em lúc bắt đầu sướng lắm. Ok.